Hồ của anh bị tình trạng phân tồn đọng trong hồ, những cặn li ti, rác rưởi nhìn khó chịu lắm em. Anh xài dàn lọc tràn trên, tốn cả năm cũ rồi mà không đâu vào đâu, nhờ em chia sẻ. Đây là comment của anh Phong nha. Nếu mà nói hồ của anh Phong nó bị tình trạng phân cũng như là cặn li ti và những cái dơ trong hồ của mình mà xử lý ra bên ngoài không được á, thì nó cũng giống như trên video anh Phong thấy nè. Đây là hồ của anh Thảo nha, nó bị cái tình trạng là phân tồn đọng bên trong hồ. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím. Đây là vi sinh, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Và đây là cái kết quả sau khi mình hỗ trợ tư vấn giùm cho ảnh. Nước thì mọi người thấy khá là trong nha, mà cá của mình nó cực kỳ khỏe mạnh dạng người luôn. Cá koi này mọi người muốn nuôi nó khỏe mạnh mà nó bơi giống như cá đồng hồ của anh Thảo á, chỉ một điểm duy nhất thôi, nước tốt là ok nha cả nhà. Và cái vấn đề ở đây anh Phong chia sẻ là anh Phong bỏ ra hơn 5 củ rồi để đầu tư vào ngay chỗ cái phần lọc máy để bên trong hồ, xài cái dàn lọc trên, thì theo em nghĩ là cái chi phí này nó hơi cao nha. Nếu như anh Phong có cái dàn lọc tràn trên rồi, anh Phong chỉ cần một củ thôi là em sẽ cho nhân viên nó thiết kế cho anh một cái toilet, một cái hệ thống lọc nó tách biệt những cái dơ bên trong hồ của anh Phong ra bên ngoài luôn. Có nghĩa là em sẽ giữ nó bên ngoài, sau đó nước sạch của anh sẽ vào trong ngay chỗ cái dàn lọc tràn của anh, thì nước trong hồ của anh ít nhiều gì nó sẽ cải thiện trên 80%, giống như trong hồ của anh Thảo thì anh cũng thấy rồi, nước cực kỳ trong, cá của mình cực kỳ khỏe mạnh dạng người nha. Thì bây giờ để làm được cái điều đó thì hồ của mình đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Một là máy, hai là cái vấn đề rất là quan trọng nha, đó là cái thổi luồng chỉnh đúng hướng thì cái bơm của mình nó mới hút ra bên ngoài được đó. Thì rất là nhiều yếu tố, thì nếu như anh quan tâm thì có thể là liên hệ với lại em Nhân trong thời gian sớm nhất, em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh điều chỉnh từng chi tiết để giúp cho nước trong hồ của mình nó cải thiện một cách tốt nhất nha. Bây giờ ở đây thì em sẽ nhờ anh Thảo chủ hồ ảnh chia sẻ cái cảm giác sau khi mà em tư vấn hỗ trợ thiết kế giùm cho ảnh cái cây lắng mà còn em còn hay nói vui trong những cái video của em, đó là thiết kế cái toilet cho cá như thế nào, rồi để cho mọi người xem cái là ở nhà hồ của mình gặp tình trạng tương tự giống như của anh Thảo hay không nha. Lọc chất lượng nha, về mới gắn vô rồi đã thử nghiệm và nước trong rồi đó em. Đây lọc mình sắp xếp như vậy à, mà thấy về mới test thử là thấy ok rồi, nước trong veo à, có em đỡ rồi. Đây là hết sợ nước độc rồi. Nước trong. Vừa rồi thì anh Thảo đã chia sẻ với mọi người cái cảm xúc của anh Thảo thời điểm hiện tại bây giờ anh em nha. Nói chung là trước đó thì nước trong hồ của mình nó khá bị vàng, bị dơ, nhưng mà sau khi mình thiết kế dùm cho ảnh cái ống lắng thì chất lượng nước trong hồ của mình cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Ở đây không phải là Nhân nói để mà bê rờ sản phẩm của mình đâu, nhưng mà anh chị em cô chú mình nếu như có thời gian có thể là mình tự mua những cái thiết bị về nhà, mình tự làm luôn. Nhân sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết cái cách làm như thế nào để nó hoàn thiện cái toilet giống như trong hồ của anh Thảo. Còn nếu như anh chị em cô chú mình chưa có thời gian hoặc là chưa biết làm như thế nào, thợ mấy chú sẽ làm thẳng về, mọi người chỉ cần dán vào mình sử dụng thôi. Thì mong rằng video này của em sẽ giải thích cho anh Phong cũng như là tất cả mọi người đang gặp cái tình trạng phân tồn động ở trong hồ, thì anh chị em cô chú cần kiểm tra lại cho Nhân những cái vấn đề sau đây, tránh nha, rất nhiều yếu tố nhưng mà tránh nha. Một là máy, hai là cái lực hút, ba là cái thổi luồng. Ba cái này nó sẽ quyết định xem coi là nước trong hồ của mình trong hay không. Thì mọi người muốn biết nó trong hay không thì cần phải kiểm tra. Còn anh chị chưa biết kiểm tra như thế nào, liên hệ với lãnh nhân trong thời gian sớm nhất, mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho cả nhà hoàn toàn miễn phí nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại anh chị em cô chú mình trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những mẫu hồ mới, những cách làm lọc mới lên kênh để cùng với là mọi người tham khảo nha.